Em uống 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 nước nước chè đi. Đúng món em thích ạ. em à, hôm nay á thì anh có chuyện muốn nói á. Anh yêu em. Anh yêu em của em thì anh đến gặp em của em chứ anh đến gặp em làm gì? Không phải ý thế là anh yêu em. Anh yêu em của em. Thế thì anh bảo anh của anh đến gặp em của em chứ anh đến gặp em làm cái gì? Không, vẫn không phải à? Ý của anh á là anh yêu em. Anh của anh yêu em thì anh bác cái mặt anh đến đây làm gì? Bảo anh của anh đến đây gặp em lằng nhằng có thì rốt cuộc là cái gì? Ý anh là sao? ý của anh á là anh yêu em. Ui, đã bảo rồi, anh của anh yêu em của em thì bảo anh của anh đến gặp em của em. Anh đến gặp em làm cái gì? Làm sao đấy nhở? Anh này, em, anh bị điên à? Em mất cả thời gian. Em đấy, đồ điên, đã ngu rồi còn cả lăm. Con gái bây giờ